Khương Phù Dao bị khuê mật đâm ngược, làm cho người ta hạ chú, đem nàng biến thành ác nữ nhà giàu khét tiếng, người gặp người ngại, hoa gặp hoa ghét, còn thiếu chút nữa gặp phải tai ương lao ngục. May mắn cô có một bạn học cấp 3 là một đạo sĩ, giúp cô phá chú, trả lại sự trong sạch cho cô. Nhìn tại Chi Vân hôm nay tiên khí bồng bềnh, Khương Phù Dao trong lòng lại xôn xao, ám chọc hỏi: Ân cứu mạng, không thể báo đáp, có thể lấy thân báo đáp hay không? vốn tưởng rằng cuộc hôn nhân này là cô chủ động, nào ngờ đột nhiên có một ngày ở đạo quán liền phát hiện bức họa của cô, bức tranh kia thật đẹp. đây chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện. cái này còn chưa tính, vẫn cho rằng tại chi vân là một tiểu đạo sĩ trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nghèo khó, khương phụ giao ngày ngày chiếu cố lòng tự trọng của hắn, nhiều lần oán hận trào phúng người của hắn, trở về giới thiệu làm ăn cho hắn. nhưng cuối cùng Khương phù giao nhìn cái kia bị một đám người vây quanh thần bí đại lão, xoay người quay đầu bước đi. Thần bí đại lão lúng cúng. Lão bà, chờ ta một chút, nghe ta giải thích A. À. Chương 1 Nguyên lai like Khương tổng hảo một hớp này. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Hạ dược Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Được cứu vớt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Ác niệm hỏa chủng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Dư luận phong ba Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 6. Lấy thân báo đáp vừa vặn rất tốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7. Lừa gạt phóng viên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8. Gặp phụ huynh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 ta à, không đồng ý. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Lĩnh chứng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.